cứ bảo cứ vợ cho cháu cứ bên nội bên nội sang bên ngoại cho cháu làm lễ, phần làm lễ trước nhất, phần lễ của quyền bà bá cố, phần làm lễ thứ hai ông bà nhị tiền bên nội bên ngoại, thứ ba làm lễ cô á bên nội bên ngoại, thứ tư đó là để cho mẹ bây giờ cũng xin chúc mừng bên nội bên ngoại để cho cháu đó làm lễ. Để quay trở lại đi, để tôi đưa ly đến cho bà nội luôn. Không, mà nó quay trở lại đi. Rồi nội dịnh vô cái con gái luôn nha. Bà nội dịnh vô máy cái vô. Rồi dịnh vô máy đi để chụp ảnh. Ông bà nội dọn lên đi. Ông bà nội dọn lên. Mình cầm một tay thôi, một tay thôi. Vô bảo rồi, đúng rồi. Rồi bảo rồi. Rồi, mời ông nội với bà nội dùng trang đi đây. Ôi đi đừng để con cháu. Rồi. Đưa ngang để đi vòng cho em đó. Rồi gì gì mấy đây? Cô Chính. Bảo xây qua đó Bảo. Xây qua Bảo. Rồi, con mời gì nha. Mời chị nha. Tôi Bảo ơi. 1 2 3 rồi. Rồi mời mấy gì nhắm môi cho cháu mình miếng đi mấy gì ơi. Ghi hình đi. Con mất cái. Con có nói gì không? Cho mượn đi mình. Con nay cháu cứ vợ gì đó. Ủa tưởng mình nói gì không? Cháu cứ vợ cho này. Rồi nhận rượu của cháu đi anh ơi, nhận rượu. Giữ giùm em cái anh Hùng ơi, giữ giùm em cái. Rồi máy nè Bảo ơi, tôi Bảo ơi. 1 2 3. Ok. Rồi nha, cạn ly cho cháu mình luôn anh ơi. Rồi phần mình để bên nội đã xong. Giờ tới bên ngoại. Ờ trước gì thứ mấy đó, tôi cũng rành nha. Ờ gì hai rồi tới gì ba rồi tới gì hết. Bây giờ đại diện một gì đi, đại diện một gì nhận rượu của cháu mình cái ghi hình cái luôn. Dì ba dì ba dì tư luôn, con bưng hai tay luôn, mai người luôn. Rồi dì ba cái dịnh đi rồi tới dì tư. Rồi dì ba dòm qua đây dùm con cái luôn nè, dùm em nè. Rồi tôi Bảo ơi, tôi mấy dì ơi, 1 2 3 rồi. Chăm chăm nha. Rồi trời ơi, con nghĩ ngon trời ơi trời. Mấy chục năm mà ta mới hai gì nữa. Trời ơi, hai gì nữa. Còn hai gì nữa. Trời mạnh hả? Mấy chị ơi, ủ rồi hai chục năm. Trời ơi, thiệt hả? Phải là tin. Hai mươi mấy năm mới uống được đi lễ mà. À bài hai gì? Hai tôi đã mời rồi, nếu ai ra đại diện á, là mình rồi chị ơi, chị báo cho em nghe tôi bảo rồi. Rồi 1 2 3 ok. Chụp hết. Rồi máy nha, tôi bảo rồi. 1 2 3 ok. Để vô cái thai đi nó bay để vô thai. Dạ đúng rồi, để nó đi. Không có để
đâu có thể luôn. Cậu cậu cái đi, cho cậu hút cái đi rồi tới ba mẹ sau cùng. Rồi vô đi. Khoan khoan, cho cậu hút cái đi rồi tới ba mẹ sau cùng. Bây giờ có hút cái đâu? Mấy cậu đồ này kia với mấy chú mà có ấy thì mình vô luôn nha. Để... vô luôn rồi hả? Máy đổ rồi. Rồi máy máy giùm giùm anh cái nha. Tôi bảo ơi. 1, 2, 3. Ok. Rồi. Số uống cái không chút cháo đi chân đi ăn cái một chút chờ. Rồi còn để bên đậu bên mạng nó xong. Đó là để cho mẹ. Rồi khoan khoan Bảo ơi, mời ba trước Bảo. Rồi trân trọng mời ông Xuôi nhận đủ của con nha. Một tay thôi, chỉ hai tay Bảo ơi, đúng rồi. Mấy giùm em ông Xuôi ơi. 1, 2, 3. Ok. Rồi giữ đó giùm em nha. Bảo mời mẹ luôn. Rồi mời chị nhận đủ của con nha. Giờ mấy giùm em cái chị ơi. 1. Rồi dầm lên anh Xuôi ơi. 2, 3. Rồi. Rồi trân trọng mời ba mẹ cạn miếng rượu cho con mình đi. Cũng đi luôn nè, cũng đi luôn, cũng đi luôn. Ờ, một cái thư dưới cái lậu của cái Bảo thì chúng ta làm để ra xong. Rồi làm thứ hai nữa, ai muốn tặng quà gì đó, tặng quà cho cháu. Cái này của ai? 3, 4, sắp lấy người, nãy giờ mấy người, 6, 3 triệu, chưa? Mày đủ cái lậu thì mấy anh xui những cái bánh. Chưa uống ly nào nữa chứ dễ mình mời rượu. Mời mời rượu chú rể mời rượu luôn em ơi. Chúc mừng một triệu. Trời trời chưa uống như vậy quên trời. Rồi mời mấy giùm em luôn. Rồi giờ mấy giùm em luôn nha. Chú không biết nói gì hơn nha Bảo. Nhưng mà bữa nay là chú cũng xin á. Rồi chưa anh mấy giờ đó nha. Rồi 1, 2, 3. Rồi tội mạnh rồi vậy tranh thủ uống đấy à. Uống luôn cái gì nói. Rồi khoan anh chị xích, em mời xích vô chút, em mời xích vô chút xíu. Ông chứng tập ơi, ông chứng tập bước qua bên này dùm em cái. Rồi xích qua đây chút xíu Bảo, xích qua giữa nó đẹp Bảo. Rồi dịnh hai tay vô Bảo ơi, dịnh hai tay. Rồi mời anh chị dòm lên dùm em nghe, máy dùm em nè anh ơi. 1, 2, 3. Ok rồi, trân trọng mời nhắm môi ạ. Chín chục năm được rồi, trăm năm nó dài lắm. Rồi tao bên ngoài đây. Dì tư một triệu, dì ba một triệu. Rồi dì ba 1 triệu luôn. Cho nó tự nhiên nha, giờ là không có phụ nữa phải không? Dì tư 1 triệu, dì ba 1 triệu, dì sáu 1 triệu luôn. Dì ba 1 triệu. Cái này hai để nó đặt ra mà. Dì tư, dì ba, dì sáu, mỗi một người 1 triệu. Cộng nghĩa. Cậu Út là cậu nghĩa nha, ghi chữ nghĩa trong đó mới được nha. Để biết cậu Út là cậu nào. Không phải không chị? Tới 12. Rồi, tư nghĩa rồi phải không? 12 qua 500. 1 triệu. Vậy 2 qua 500. Rồi, cũng xin các cậu kính mời. Bên nào bên mạng còn sót ai nữa không? Rồi dọn chặn của ta không mấy chị ơi. To make that vow that I
càng thêm thiết tha mong nồng. Có anh có em chung lòng, cùng xây đắp hạnh phúc ngày mai, duyên đường dài. Nếu thương thật lòng thì đâu ngại chi xứ xa. Em thương mẹ cha, em theo anh về cho mình được nên duyên thành đôi. Chàng trai đừng quên đòi mương cắm câu, đồng xa đồng sâu ngại chi dài cầu. Còn em hiền ngoan nơi chốn xa hoa, chịu anh cái tính thiệt
chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng, trong đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta, chung 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 qua gặp nhau, bằng lòng anh sẽ ngăn mây bước theo cao châu. Mãi mãi không đổi thay, chung này mình chào em đã say, cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc. Nếu như một ngày em buồn, anh sẽ làm cả bầu trời để cho em thấy không dễ dàng. Gặp con dâu nhà quen để gọi pháo mà theo chân lấy cù mừng muốn cho sang thiệt sang. Họ hẹn chúc cho ta cùng ghen lòng gì có em bên đời anh, cùng nhau mình sống bát mai đâu sẵn hẹn lòng nguyện ước trăm năm thân đó giờ mình cùng tâm niệm vui cho vui dù. Bày quá thương em nên anh ráng sang năm mừng ăn lên anh hút em về làm dâu. Trong đời anh hứa sẽ không hài lòng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xuôi dòng điệu lý bài ca. Ơi hò ơi mình sẽ đắp lên duyên tình, mặc kệ bao ồn ào chỉ yên mình cho riêng mình. Mỗi ngày gà gáy tiếng anh ra ngoài bờ đê, việc nhà và bếp nốt đến hoàng hôn lại trở về. Anh ơi ngày vui quy các bà sống đầy tưng bừng, nguyện trăm năm đầu bạc chứ không có bà lưng chừng. Anh em xuống đông miền Tây, có cánh đồng xanh, có con trâu còn đang cày cày, có hàng dưa mát trai gái làm chặt phán thiên tha, có anh và em sớm mong hai đứa chung một nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ông bà ta có câu yêu nhau mấy núi cùng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, yêu nhau chẳng ngại đường xa, còn không tay vinh thế lần mà qua. Vâng ạ, đề tài tình yêu hôn nhân và gia đình thì luôn là một đề tài nóng bỏng, và các nhà văn nhà thơ của chúng ta thì xuất từ cổ chi kim của truyền thống không ít với mực, và nhà thơ Xuân Diệu cũng có câu thơ rằng đúng ai định nghĩa được tình yêu, có nghĩa thì đâu một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió. Yêu và được yêu luôn là điều hạnh phúc với mỗi con người, và là món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho mọi chúng ta. Từ tình yêu đi đến hôn nhân thì chú rể Thiên Thái Bảo và cô dâu Kim Ngân cũng đã từng trải qua những yêu thương và tìm hiểu nhau, và cả hai đã chinh phục được đỉnh cao của tình yêu và chinh phục được tình cảm yêu thương từ phía ông bà cha mẹ của hai bên gia tộc. Vâng, một cuộc đời thống nhất chọn ngày là thật tốt từ ngày hôm nay 21 tháng 9 năm 2022 nhằm ngày 26 tháng 8 âm lịch, một ngày hết sức là lý tưởng, phải không quý vị? Ngay mà ông tơ bà mười đã xe sợi chỉ hồng đã bất gì còn nói cho đôi tâm lan và tâm duy nhân của chúng ta. Vâng, như trầu bỏ đáy thang cao, giờ đây ta đã có nhau trong đời, miếng trầu nên nghĩa phu thê, mẹ cha đã định em về với anh hết rồi, áo tím áo xanh, và bây giờ thì em đã có anh và chồng ạ. Giờ phút hạnh phúc này tiếp người và các bạn còn chào gì nữa, một chào có tên thật lớn, chào đón Tô Quyên Ương đẹp nhất và hạnh phúc nhất trong ngày ở đây. Đôi tăng lan và tay nghe của chúng ta đang chiều nhau đi trong niềm hoa quan tuyệt vời nhất, còn những người nếm trái mặc hoàng của tình yêu, nước biển bên mông con đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ tình câu ca. Cảm ơn nhà, cảm ơn hoa, cảm ơn cha mẹ sinh ta ra đời, cảm ơn. Xin trân trọng kính mời quý ông Quỳnh Việt Hòa và quý bà Phan Thị Ngọc Hạnh một tràng ở đây cho họ nhà đây chúng ta quý vị. Sau sau đó sẽ được mở phép mời lên sân khấu đại diện đến từ tàu mọi nhà gái. Xin trân trọng kính mời quý ông Nguyễn Văn Đặng và quý bà Phan Thị Kiều Anh chúng ta quý vị. Cũng thấy nhà gái thì hăng quăng mừng rễ quý, còn nhà trai của chúng tôi đang rất là hớn hở đón giao thiền phải không ạ? Hai bên cha mẹ xung vầy, anh đi làm rễ, em về làm dâu. Vâng, gia đình của chúng tôi đã có mặt trên thang lễ. Một lần nữa hăng quăng chào đón toàn thể các vị khách quý đang có mặt cho buổi lễ tăng hôn sáng hôm nay, kính gửi quý vị lời chúc sức khỏe an khang, lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất. Và bên cạnh đó thì niềm vui cũng được nhân lên rất là nhiều lần khi những bậc làm cha làm mẹ đã chứng kiến những thành quả của mình đã thành gia lập thất. Một lần nữa mãn phép thay mặt cho gia đình Nam Vũ Hồng chân thành cảm ơn toàn thể các vị khách quý đã không ngại đường xá xa xôi nhấn chút thời gian quý báu để chung vui cùng với gia đình. Và trong ngày vui hôm nay, trong lúc diễn ra buổi lễ cũng như chiêu đãi hay là tiếp đón, nếu mà có điều gì sai sót, rất mong quý bà khách hoan hỷ bỏ qua cho. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, khi yêu nhau thì Thái Bảo và Kim Ngân cũng đã từng ước thề em còn son anh cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà. Và giờ đây thì mơ ước ấy, niềm hạnh phúc ấy đi đến với đôi bạn trẻ của chúng ta bằng chứng là một buổi lễ tân hôn tổ chức thật là long trọng tại Tư Gia phải không ạ? Quý vị các bạn hãy hướng tầm mắt về tầng tháp Ly Pha Lê trong suốt để chúng ta cùng nhau chứng kiến nghi thức rất rộn xa vành. Xin mời đạo tăng lan và thầy nhân chúng ta hãy tiến lên bàn tiền, và xin mời Thái Bảo hãy vui cho thái ban đầu tiên để cùng cô dâu Kim Ngân tay trong tay rất cạn cho thái ban đầu tiên nhạc. Trong tay em rót sầm mình, tình ta đã thấm lại thêm nồng, hai ta chung một tấm lòng, thì chung chung thủy bên nhau trọn đời. Rồi cũng là biểu tượng tượng trưng cho sự nồng cháy ái ân của tình yêu, và không thể nào thiếu được trong những ngày vui như thế này phải không ạ? Và trong ngày vui hôm nay thì chắc chắn là cái gì cũng có đòi có cặp. Anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh sẽ uống mãi để say suốt đời ạ. Vâng ạ. Và kính thưa quý vị, đi khắp thế gian thì không ai sánh bằng mẹ phải không ạ? Gian khổ cuộc đời thì còn ai nặng gánh hơn cha nữa ạ? Bằng tạo sớm hơn mẹ mới con khôn lớn.
ta tắm bên dây cho che chở cho con. Và trong ngày vui hôm nay và giờ phút này, để tỏ lòng hiếu kính đến những nhân sinh thần chủ dụng, mời hai em hãy dâng những ly rượu tình rượu hiếu đến song thân hai bên. Và hai ly rượu này thì con xin kính dâng lên ba mẹ. Ba mẹ hãy nhận con lại cho ông hiền ạ. Cảm ơn ba mẹ đã sinh cho con một người đàn ông và kẻ đàn ông. Lấy hai ly cá chép luôn, lấy hai ly cá chép luôn cho bảy, lấy hai ly cá chép luôn cho bảy, lấy hai ly cá chép luôn. Uống nước nhớ làm con dài đi đường này, thì con xin kính mời ba mẹ. Mẹ hãy nhận con là nhảy hậu. Những ngày và chữ chung thì đầy phận cha, chữ thiếu phần mẹ con nói đó là chữ tình không ạ. Trong ngày vui hôm nay xin phép ba mẹ hai bên cho hai con xin phép được uống chung ly rượu gia bôi để chúc mừng cho tình thông gia cũng như hạnh phúc của hai em trong ngày vui hôm nay nha quý vị các bạn. Quý vị khán giả ơi, chúng ta không phân biệt màu sắc nha, ly cũng bị đau. Sau 3 tiếng điểm vô to vô dùm thế cả ly chúc mừng cho gia đình của chúng ta. Chúng ta đang thắng ngày hôm nay chúc quý vị và các bạn chuẩn bị chưa? 1, 2, 3, vô. Quý vị đang thấy là nhà dâu nhà rể ở đâu xa phải không ạ? Hai bên kết nghĩa giao hòa trăm năm, mà nhà trai nhà gái cũng chúng tôi cũng đã gần. Hai bên kết nghĩa tình thân đậm đà. Vâng, xin chúc cho họ Quỳnh, họ Nguyễn để đời bền chặt mối thông gia và có được dâu hiền để hảo. Và giờ đây xin được phản phép một lần nữa mời hai bên thông gia chúng ta hãy bước tới bắt tay nhau, ghi hình lại những giờ phút tuyệt đẹp trong lúc này. Và chúng ta sẽ bước xuống một bậc thềm phía dưới. Ham xuôi đi trước, ham xuôi bắt tay trước. Cưới của gia đình. Ham xuôi bắt tay đi, ham xuôi. Dạ, ham xuôi sát vào, ham xuôi. Rồi, ham xuôi sát sát vô, ham xuôi ơi, tôi thấy mặt luôn nè. Chúng ta hãy ghi lại những cái hình ảnh tuyệt đẹp trong lúc này, quý vị các bạn. Dạ, ba, em xin mời. Tham gia chúng ta hãy bước xuống một bậc thềm phía dưới để đẩy những cái cưới của gia đình. Rồi nắm tay hai bà xuôi tươi nè, hai bà xuôi ơi, 1, 2, 3, ok rồi. Rồi ham xuôi nắm tay xuống rồi, ham xuôi, ham xuôi đi trước. Bắt tay nhau dẫn luôn. Dạ, dẫn xuôi. Đi hai em thì chúng ta hãy nán lại nha, chúng ta cùng nhau bước tới để tay trong tay. Chuẩn bị một khắc chân đường hạnh phúc, hai khắc phú quý giàu sang, và ba khắc chúc cho thái bảo và kim ngân sẽ có được con hiền và cháu hậu. Ba khắc vừa rồi sẽ là phần của tôi, tấm lá và tấm nhan của chúng ta. Chắc chắn là trong tương lai sẽ có những đứa con trai hoặc là con gái rất là dễ thương. Vậy thì ngay từ giờ phút này, hai em hãy tập làm cha làm mẹ bằng cách đó là đút bánh cho nhau nè, anh một miếng và em một miếng, để mai mốt chúng ta có đút sữa, đút bột gì cho con là chúng ta khỏi phải học. Con phải đi xa đón đưa, trong chuyến bay ta cùng đón đưa. 2, 3, chắc chắn là ngon. Hôm nay là miếng bánh kem mang hương vị tình yêu nồng nàn của hai em đúng không quý vị các bạn? Qua giữa đứng qua giữa, qua giữa. Và đây phút quan trọng, bước vào chính giữa trên sân khấu giờ mà chuẩn bị nha. Để bày tỏ tình yêu nồng nàn của Thái Bảo dành cho Kim Ngân thì hôm nay trước sự chứng kiến của quý hai họ cũng như tất cả các bạn của hai em nè, em hãy dành cho Kim Ngân một nụ hôn thật là ngọt ngào nha. Thái Bảo, em có đồng ý không? Dạ, trời nhiêu đó chị. Như thế này, nè à. Nó có điều kiện nha. Một, em hôn lên má trái là 5 trai 1 gái. Má phải là 5 gái 1 trai. Điều thứ ba môi kè môi là 1 trai 1 gái. Em muốn nuôi mấy đứa, em chọn điều thứ mấy? Gái. Nhau, 1 trai 1 gái đó. Là chọn điều thứ ba bị với lại hôn môi là mới đẹp đúng không? Em mượn đi. Đây, quay gì cô dâu 35 độ 7. Cô dâu thì ngược lại nha, 37 độ 5. Chuẩn bị nhắm trúng mục tiêu nha. Quý vị các bạn ơi, lâu cũng chịu lớn lâu như thế, chuẩn bị đôi bàn tay sau 3 tiếng kiếm một chàng pháo tay thật là dài nha. Để nụ hôn một ngày này nó cũng dài theo tiếng vỗ tay của quý vị các bạn nha. Đặc biệt không? Chuẩn bị, chưa nãy, 1, 2, 3, hôn nha.
làng đám cưới như ngày hội. Bò dê heo quay gà dầm hỏi, 500 bấm bàn đầy môi, đồ ăn vừa nóng vừa thổi. Xe chở cả hàng đoàn, theo anh về em sẽ không còn cực khổ. Nói là làm cho cái tính anh đàng hoàng, pháo hoa bấm nút là nổ. Bông tiền vàng bạc nạ cổ, người chúc đến hàng ngàn, cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ. Cho em làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ. Em hỏa thì tổ, nhà là phải có ru đi vì hổ. Nhà đã hết sách cưới rồi nhà, hết năm nay mà không thấy là tôi mất ba bà mà mình giờ. Đời tôi thực rất lắm muốn chờ ai à, mong một mai anh tới mang theo điệu hò đua gió. Mà đây ta về chung nhà, em sẽ lo trong giàu. Nấu những bát cơm chiều chờ anh thấy thôi. Đừng rơi vui mừng ngày mình cùng chung đôi. Là ngày hai lăm ta uống rượu sau. Đừng ngủ chơi mà.
ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai bưng mâm, coi bói ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới anh đón em về kết tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ mong yêu lại từ yêu đâu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi gần lòng mà gần đâu. Em ơi em đừng lo, kề bên em luôn luôn có anh. Thêm một câu em yêu là cười. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai.
nơi này yêu tôi, bàn chân tôi đã rồi, yêu từng nỗi nhớ, người về phương ấy, một người tôi đã. Thank you.
Thank you.